Dạ em xin chào các bác, chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô cũ. Và nếu lần đầu tiên xem clip của em thì em xin tự giới thiệu, em là Bình, ô tô cũ Hà Nội. Mong tất cả các bác để lại cho em xin được một lượt like và một lượt đăng ký kênh nút màu đỏ. Thì hôm nay mới nhất là ngày 9 tháng 5 năm 2020 thì em xin được trân trọng giới thiệu cho các bác một cái mẫu xe mà bên em cũng về được một thời gian rồi. Thì xin giới thiệu mọi người, trước mắt chúng ta đây là chiếc xe Honda CR-V phiên bản 1.5 Turbo, sản xuất năm 2018, tên tư nhân biển tỉnh, đã rút hồ sơ cầm tay về tên em rồi. Do vậy là bác nào mà mua chiếc xe này chúng ta chỉ mất 2% phí trước bạ mà thôi. Thì đây là một chiếc xe cũng được gọi là siêu lướt bởi vì nó chạy 3 vạn mà màu đen. Về chất lượng xe thì không chỉ riêng chiếc xe này, tất cả cái dòng xe em bán ra em đều cam kết cho các bác là xe không đâm đụng và xe không ngập nước mọi người nhé. Xin giới thiệu với mọi người thì đây là chiếc xe phiên bản là G. Đối với Honda CR-V form mới này thì có tới 3 phiên bản, đó là phiên bản E và phiên bản G và phiên bản L là phiên bản cao cấp nhất. Thì phiên bản G này của em là phiên bản ở giữa mọi người nhé. Em xin được nhắc lại, đây là chiếc Honda CR-V 1.5 Turbo phiên bản G, sản xuất năm 2018, tên tư nhân biển tỉnh, đã rút hồ sơ cầm tay. Xe màu đen, nội thất đen, xe chạy 3 vạn. Về giá bán chiếc xe này thì bên em đang chào bán là 900, hơn 900 một chút thôi, nhô 900 một chút rồi, giá còn rất là thương lượng ra được rất là nhiều. Thì do vậy là bác nào quan tâm thì alo cho em số điện thoại em để phần mô tả mọi người nhá. Bây giờ như thường lệ em sẽ đi vào chi tiết để đánh giá xe này cho mọi người cùng được nắm bắt ạ. Đạt mở giúp anh cái nắp capo lên này. Về phần đèn pha thì phiên bản G này đã được full LED rồi mọi người nhá. Full LED luôn ạ. Và đèn full LED. Mặt ca lăng rất là đẹp. Bây giờ em mở khoang máy ấy, máy cho mọi người cùng xem nhá. Xe được trang bị là cảm biến trước và cảm biến lùi đầy đủ. Đây là về phần động cơ. Về phần động cơ khá là mới. Xe thì động cơ chỉ có phủ bụi một chút thôi. Rồi, em đóng lại giúp anh. Bởi vì đây nó là một chiếc xe đời khá là cao, do vậy là về phần chất lượng thì các bác là hoàn toàn yên tâm nhé. Bởi vì bên em bán ra cam kết cho khách hàng là không đâm đụng và không ngập nước. Nếu như quý khách hàng mua xe rồi, nếu như giao dịch rồi mà phát hiện xe vẫn bị lỗi thì bên em hoàn toàn nhận lại xe và trả lại tiền cho khách hàng mọi người nhé. Xe thì còn đăng ký đăng kiểm tới tháng 10 năm 2020. Về phần gương thì xe được trang bị là xi nhan tích hợp trên gương này, mặt gương chỉnh điện và gương gập điện, sử dụng chìa khóa thông minh Smart Key và ốp chân kính mạ chrome đầy đủ mọi người nhé. Đây là phần tắp đi cửa phụ. Về phần nội thất thì xe được trang bị nội thất bọc da màu đen và ốp giả gỗ. Cái phần giả gỗ đây rất là đẹp mà xe còn rất là mới mọi người nhé. Xe rất là mới tinh luôn, màu đen, nội thất rất là đẹp luôn mọi người ạ. Cái phần táp lô phải nói là cái thiết kế mới của Honda CR-V này em đánh giá rất cao. Tại vì sao? Bởi vì nó là một cái form dáng hoàn toàn mới, hoàn toàn mới, rất phù hợp cho cả thanh niên cho đến người trung tuổi đi thì khá là đẹp. Honda CR-V ạ. Ở đây là phiên bản 5+2 mọi người nhé. Thì chúng ta cứ hay nôm na gọi thẳng đó là phiên bản 7 chỗ ngồi. 7 chỗ ngồi, loa chét được nằm ở đây này, loa chính ở đây này. Ốp giả gỗ này rất đẹp, cái giả gỗ này em thấy nó rất là đẹp mọi người nhá, sờ rất là mịn này. Mịn như tay người yêu luôn. Đây là phần ghế sau. Hàng ghế thứ hai đây, hàng ghế thứ hai thì hầu như cũng ít ngồi đến lắm bởi vì nó còn khá là căng và đẹp. Nội thất đây. Trần nỉ. Dàn điều hòa sau đây mọi người nhá. Trần nỉ, nội thất đen. Nội thất rất đẹp. Mà xe này ngồi thì rộng rãi lắm mọi người, ngồi rất là rộng luôn. Về phần đèn hậu mọi người thấy đèn rất là buồn cười không? Bên này một miếng, bên này một miếng, lên trên một miếng. Nhưng mà phải nói là đẳng cấp đấy. Động cơ VTEC Turbo 1.5 Turbo không yếu đâu mọi người nhá. Không hề yếu. Cảm biến trước sau đầy đủ. Camera lùi đầy đủ. Đây là hàng ghế thứ ba, hiện tại em đã gập lên rồi. Bây giờ em sẽ ngả xuống. Ngả xuống cho mọi người cùng xem này. Kéo kéo cái lẫy. Đấy. Đây. Nó trải sàn 5D rồi. Trải sàn 5D, đây là cái thảm táp lô. Cái thảm táp lô em bỏ ra thì nhìn cho nó đẹp hơn thôi. Đó, rồi, đóng cửa. Rất tiếc là xe chưa được trang bị cốp điện. Em đi vào bên trong nội thất cho mọi người cùng xem nhé. Rồi, các bác đợi em xíu. Đây. Nội thất của Honda CR-V các bác thấy nó đẹp không ạ? Rất đẳng cấp và rất là sang trọng và hiện đại. CR-V 2018. Xin chia sẻ với mọi người là hiện tại chiếc xe này ở trên hãng hình như là đang hết hàng mọi người nhé.
Honda CRV mới đang hết hàng rồi. Đó, nội thất rất là đẹp đúng không mọi người? Ngồi lên trên lái nó rất là quý phái và lịch sự sang trọng. Bệ tỳ tay thì rất là to. Bệ tỳ tay rất là to. Xe chạy 3 vạn xịn mọi người nhá, đồng hồ điện tử ạ. Rồi, vô lăng này. Vô lăng các bác xem cho em cái vô lăng này. Đó, đợi em chỉ em chỉnh lại hình ảnh ấy. Rồi. Vô lăng bọc da ba chấu, nút bấm tích hợp trên vô lăng rất là nhiều. Cruise control đầy đủ. Rất là mới mọi người nhá, mới lắm ạ. Đó. Điều hòa thì mát điếng. Màn hình rất là to. Để nổ start top mọi người nhá, phanh tay điện tử này. Đó, black hound này, chế độ eco và củ số rất là mới. Còn nguyên độ gai sần, xe chạy 3 vạn xịn mọi người ạ. 3 vạn xịn. Các bác đợi em xíu nhé. Rồi, một lần nữa em xin được trân trọng giới thiệu lại cho các bác. Trước mắt chúng ta đây là chiếc xe Honda CR-V phiên bản 1.5 Turbo, sản xuất năm 2018, tên tư nhân miền tỉnh, đã rút hồ sơ cầm tay. Về giá bán thì em đang chào bán giá là hơn trên 900 một chút. Do vậy bác nào quan tâm thì alo sớm cho em một số điện thoại, em để ở phần mô tả. Em là Bình, ô tô cũ Hà Nội. Một lần nữa em cảm ơn tất cả các bác đã quan tâm theo dõi. Chào các bác.